Hello các bạn, hiện tại mình đang ở ao sen. Quá đẹp luôn. Đây là Long An nha các bạn. Long An quê mình nha. Đứng chụp cho anh tắm. Ba g quá trời bông nở luôn kìa, biết là xa. Cái này là các bạn biết cây gì không? Đây là cây dừa nha, dừa nó mới lớn. Cái này thì cây bình bát nha các bạn, trái ăn được nha, trái màu xanh nè, chín màu vàng, có rất là nhiều hộp luôn, nó trái nữa. À, nguyên một đám rừng bình bát luôn mình nhé. Phía xa xa kia là cây chuối, chuối mà các bạn hay ăn á, là cây chuối. Bạn thấy cái bụng đỏ đỏ không? Quay mà khách hàng gọi quá chừng luôn. Phía xa xa đây nè là lúa của quê mình nha, rất là đẹp mát mẻ, có tiếng chim kêu, tiếng chim hót. Phía xa xa kia là rừng tràm nha, quê mình rất là mát luôn các bạn ơi, các bạn thấy gió nè, đung đưa cành cây rất là mát mẻ luôn nha. Gặp cái mương hai bên là cái có mương nè, này có cá rất nhiều nha. Lâu lâu ví dụ mùa mưa rồi người ta hay kéo cá, kéo lưới rồi. Bữa này là bông súng nè các bạn, quê mình là rất là đẹp luôn nha. Thiên nhiên bông súng thì nấu canh chua thì hết sảy nha. Tại vì quay có một mình, cầm tự cầm điện thoại nè, đây mình đây. Xe mình để trên kia vào. Chỗ này là thủ thừa quê mình nhé, xã Mỹ Phú nha. Trên kia có một số cái cỏ là quá đẹp luôn các bạn ơi, đây cỏ này chụp hình là hết sảy. Bò đồ ăn á. Cái này là cây mai. Cây mai, một cây. Ở phía xa xa có cái bông súng. Để này cũng kinh thương luôn á. Ăn với cá linh, cá linh con. Trời rất là đẹp luôn nha các bạn. Có gì mình không thể nào đi xa hơn được, phải đi
bạn biết cái này cái gì không? Đây là gọi là trái dưới quê mình gọi là trái nhãn lồng. Đây cái đọt nhãn lồng non non như nè, mình luộc mình ăn rất là có, giống như là vừa có công dụng chữa bệnh mà ăn rất là ngon nữa. Cái này là trái nhãn lồng màu xanh ha, nó nằm ở giống như nó nằm ở trong cái lồng nữa, người ta gọi là trái nhãn lồng. Khi mà nó chín nó sẽ có màu vàng, nó ăn ngọt ngọt lắm. Đây, cái tràm nè, bóng tràm rất là đẹp nha các bạn, tràm quê mình nha. Mình thì ai nói không khéo quá, nói gì mình nói đó. Cảm thấy đẹp thì có dịp ghé thành phố quê mình chơi nha. Người thì hay ra đây chụp hình rất đẹp luôn. Dọc đây thì người ta trồng nguyên một hàng dừa nè. Mát quá các bạn ơi. Cây cối rừng luôn khắp trời. Chơi mà khách hàng đủ quá chứ. Xa xa là áo hồng thêm gái của mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn xem video, các bạn nhìn thấy hay thì nhớ like, subscribe và chia sẻ video này ủng hộ Sơn nha. Chúc các bạn thành công.